Tâm đâu. Tôi mới thành đơn em. Phương Hoàng, yêu cầu sẵn sàng Phương Hoàng ra bài khúc Hoàng Thiên Gió Đường Đăng. Ngon quá à, tao cam môi môi bồng à. Môi tiếng hơn. Mong mồi, Đợi chứ tao mời con cam được. Hồi xưa con có hát kém nào chứ kém nào. Nhưng mà giờ con hát riết rồi nó không hát được nữa. Hát cặp với Thùy Dương bên Canada. Thùy Dương không hát nữa. Kệ giờ có sao châu bộ. Nó có sao châu dễ nghe xếp bài người ta. Không có ai là sao cũng hay nữa. Một câu cũng được. Có đi nhiều trời đi nhiều. Thôi cô gì vậy? Nhiều mà đứng đây nè. Đợi cái sướng không? Năng cái gỗ lên xong. Để em này kìa chứ. Đừng có bán cái dây cũng làm kiển thôi, Nam này không dạy tính Nam này đời rồi đó mình đời. Hồi đầu được, hồi đó còn ở gần nhân gỗ chỉ năm. Trong đó về chúng ta chỉ tâm ra. Mời cái dòng cổ. Mời nghe dòng cổ. Ca nhạc quê hương cũng được. Bài này hay lắm. Tôi nhấn chữ sang cái đúng đầu tôi. Giờ có gì cũng được chứ. Đời cũng lấy bác. Đời cũng giác miệng. Tôi lấy cái này. Có mời nghe giọng cổ. MC thì MC nổi quá. MC nói tiếng họ lớn tiền ở nhà nói chuyện lớn hơn nữa. Ra là con ép lại đó. Ra con ép lại lớn nữa chứ mà chuyện. Nói chuyện nghe rộn ràng á. Rộn ràng. Trời ơi đi show với ông Thái Châu còn sợ mà. Cả bức mai Thái Châu trời ơi bạn ghê quá. Khi mở đầu bài ca dòng cổ, nhạc rau mùi bằng âm điệu thiết tha. Tôi nói lối đầu xin mời quý vị lắng nghe qua, nhưng xin giữ yên lặng để nghe từng lời ca tiếng. Khi tiếng đàn ngân là tôi bắt đầu vô giọng cổ, đưa mắt nhìn qua những người nhạc sĩ như để thầm cảm ơn tiếng đàn điêu luyện đã nâng lời hát của tôi hòa điệu với cung hò. Nghĩ hai nhịp rồi ca cũng lại về hò, nhớ ơn thầy đã dạy cho tôi biết nhịp, biết đến chỗ này là gõ tiếng sông Lan. Nhịp 24 là phải gõ sông Lan để bao trước cho người ca rằng còn 8 nhịp, đến nhịp này là nhịp thứ 30, nhịp 32 là gõ sông Tiếng Anh vừa rồi là tùy theo người ca, hơi dài hay hơi ngắn. ngân ít nhanh nhiều là tùy theo giọng trời cho. Còn bài viết ở câu hai này tùy thuộc theo soạn giả, soạn lời văn nhiều hay ít. Ca sĩ xem qua rồi phân nhịp mà vô, chứ không phải thơ tự do mà vô đàn đâu. Nhịp rồi ca cho đúng nhịp nhà. Ca riết rồi nó quen, thành ra mới biết âm biết luật, biết đến chữ nào là chữ sử hay xế. Bất luận là nhạc cổ hay tân, người hát cần phải nguyện sao cho chính nhau. Dâu nhạc xuân lên thêm sắc quyền hỏi ngà, giúp câu hai này đúng lòng đã phải về sang. Vì thời gian nằm trong hãng hẹp nên không thể trình bày được hết đâu. Bài hát này viết chỉ có câu nhưng nó đủ tiêu biểu cho sắc màu giọng cổ là sự hóa thân của bài giả cổ. Giả cổ hoài lan do cố nhạc sư Sáu Lầu ở Bạc Liêu sáng tác vào những năm đầu thế kỷ, trọn vẹn 20 câu viết lên tâm trạng người thiếu phụ, nghe tiếng trống đêm nàng trần trọc nhớ thương chồng. Âm điệu lời ca bằng tình ca mặn nồng, ông bắt đầu bằng cái câu tự là từ phú tơ ông bảo kiếm lam đường theo tiếng gọi nước non. Rồi từ đó chuyện qua từng thế này, nhịp hai đã biến thành là 1832. Đây là câu năm trong bài dòng con thăm ghé